Thưa quý vị, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong tiếp cận các dịch vụ của đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã đưa vào thí điểm ứng dụng tích hợp đa tiện ích dạng app mobile với tên gọi Đà Nẵng Smart City. Bước đầu, ứng dụng ghi nhận nhiều phản hồi tích cực và được kỳ vọng sẽ kết nối nhiều người dùng hơn, hướng đến mục tiêu đa dạng hóa các ứng dụng thành phố thông minh. Ưu điểm nổi bật của ứng dụng đó là người dùng chỉ cần cài một ứng dụng duy nhất, Đà Nẵng Smart City, là có thể truy cập nhiều ứng dụng thông minh khác nhau theo nhóm, như nhóm dịch vụ, ứng dụng phục vụ công dân số hoặc chính quyền số. Trong đó có nhiều tiện ích đang được quan tâm như phản ánh góp ý, tra cứu xe buýt, khai thác dữ liệu mở, thực hiện dịch vụ công, camera trực tuyến, trả phí đậu đỗ xe, truy cập hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố. App này nó hầu như bao gồm toàn bộ những cái ứng dụng thông minh của thành phố. Chính quyền là giám sát, theo dõi được những cái thông tin đến từ người dân và có thể sử dụng ngay chính Smart này để giải đáp cho người dân. Còn người dân thì có thể sử dụng cái này để gửi tương tác với chính quyền. Thì đây là một cái ứng dụng tôi cho rằng rất là hữu ích đối với cái kỷ nguyên số này. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp nhóm tính năng gửi thông điệp, thông báo nhanh chóng kịp thời từ các cơ quan thành phố đến người dân và cộng đồng, cũng như nhóm tiện ích tra cứu các thông tin an sinh xã hội. Thì ứng dụng Đà Nẵng Smart City ra đời thì trong thời gian đầu tiên thì cũng đưa ra ở mức độ thử nghiệm, và tiếp theo đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục tích hợp thêm nhiều tính năng, thêm nhiều tiện ích khác nhau vào ứng dụng để mà phục vụ tốt hơn cho người dùng. Hiện người dân, du khách có thể tải và cài đặt miễn phí ứng dụng về điện thoại từ kho ứng dụng của hệ điều hành Android và iOS. Với việc đưa vào ứng dụng tích hợp Đà Nẵng Smart City, Đà Nẵng đang tiếp tục cụ thể hóa các bước đi trên lộ trình triển khai thành phố thông minh, tăng cường sự kết nối giữa người dân và chính quyền thông qua nền tảng số.